Liên quan đến những hành vi vi phạm lợi dụng hoạt động tôn giáo từ thiện để trục lợi tại nơi tự xưng là tỉnh Thất Bồng Lai, sau đổi thành Thiền Am bên bờ vũ trụ, cơ quan nên điều tra Công an tỉnh Long An đã khởi tố vụ án. Kết quả xác minh cho thấy, năm 2014, bà Cao Thị Cúc đã mua gần 2.000 mét vuông ở ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Năm 2015, ông Lê Tùng Dân, sinh năm 1932, thường trú phường 10, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh, chuyển về đây sinh sống cùng nhà với bà Cúc. Hộ bà Cúc hiện có 18 người đang cư trú, trong đó có 6 trẻ em đều có mẹ ruột ở cùng, không phải là trẻ mồ côi, cơ nhỡ. Đáng chú ý, tuy sống cùng mẹ ruột, nhưng các bé đều không được những người lớn và mẹ ruột cho biết sự thật về thân nhân của mình. Thời gian qua, nơi đây lợi dụng danh nghĩa nuôi trẻ mồ côi không nơi nương tựa để kêu gọi lòng tốt của mọi người trong và ngoài nước giúp đỡ, trục lợi cá nhân, ảnh hưởng đến an ninh trật tự, dư luận xã hội.